bắt xe tải ra vẽ ta đây là biết luật. Lái xe chặn đầu xe khác khi chưa biết chuyện gì xảy ra. Dọa cái kết. Cái gì vậy bà nội? Mẹ em dĩ lô gì mà chiên lắm à. Đường ơi, chặn bên kia đâu, chạy khắp nông của chạy đâu. Nhìn bên kia à. Theo như video thì đường bên kia đang có một vụ tai nạn giao thông, nên bác Tài không đi đúng làn đường của mình được. Xíu nó động vô rồi hả? Qua tình huống này, ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới mình cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.